Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật. Để chuẩn bị đón mừng một năm mới Tân Sửu, hòa bình, an vui, hạnh phúc, xin mọi người hãy cùng lắng lòng chiêm bái âm ba hồi chung trống Bát Nhã. Chúng em kính mời huynh trưởng niên trưởng cấp Dũng, tâm trí Tư Đồ Minh, chủ tịch hội đồng cấp Dũng, gia đình Phật tử Việt Nam tại hải ngoại, dâng lời chúc Tết lên chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni cố vấn giáo hạnh và toàn thể đoàn viên gia đình Phật tử Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Liên Châu Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch Hội đồng Bản thờ Tăng già và Hội đồng Giáo giới Gia đình Phật tử Việt Nam. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền Đức, lãnh đạo Quỹ Giáo hội Quốc gia Châu Lục, Quỹ Thầy Cố vấn Giáo lý Giáo hành, các đơn vị gia đình Phật tử các cấp. Kính thưa quý ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam quốc nội, ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam hải ngoại, quý ban hướng dẫn quốc gia Châu Lục, quý ban huynh trưởng các đơn vị gia đình Phật tử, quý vị cử huynh trưởng, quý vị ban bảo trợ, quý vị thân hữu cùng toàn thể đoàn viên gia đình Phật tử Việt Nam khắp nơi. Kính thưa quý liệt vị, chúng tôi xin thay mặt toàn thể huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam tại hải ngoại đê đầu lần lễ vấn an và kính chúc quý ngài Pháp thể Khinh An, tuệ năng thường chiếu, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Kính chúc quý huynh trưởng cao niên cao cấp, quý huynh trưởng lãnh đạo các cấp, quý ban bảo trợ, cựu huynh trưởng thân hữu cùng toàn thể đoàn viên gia đình Phật tử và gia quyến một năm mới tràn đầy an lành và hạnh phúc trong ảnh hào quang của chư Phật và Bồ Tát. Sau đây xin phép thưa chuyện với anh chị em đoàn viên gia đình Phật tử Việt Nam. Anh chị em thân mến, nhìn lại một năm qua, thiên tai, nhân tai, dịch bệnh hoành hành, gây nên nhiều khổ nạn, thiệt hại nhân mạng, hư hao tài sản, khó khăn trở ngại vân vân. Trong cộng nghiệp cũng có biệt nghiệp của gia đình Phật tử chúng ta, nhờ hồng ân tam bảo che chở nên tai qua nạn khỏi. Tuy trong thời buổi phòng ngừa dịch bệnh, cách ly hội họp, tránh tiếp xúc, nhưng hoạt động của gia đình Phật tử khắp nơi vẫn tiếp tục sinh hoạt. Các trại huấn luyện huynh trưởng và lớp học bậc lực một hải ngoại, cũng như các buổi họp
của các ban hướng dẫn quốc gia châu lục và ban hướng dẫn hải ngoại vẫn thực hiện đúng định kỳ qua phương tiện online hoặc vào Zoom. Làm sự đặc biệt hôm nay là ban hướng dẫn hải ngoại tổ chức buổi mừng xuân Di Lặc Tân Sửu 2021 thật là quy mô, đầy đủ các ban hướng dẫn quốc gia châu lục tham gia, nhưng không kém phần trang nghiêm Hy Lạp Âu cũng là do bàn bạc thảo luận chú đáo, được sự đồng thuận của các ban hướng dẫn, cho nên việc đồng hành không khó khăn gì. Nhân danh đại diện Hội đồng Cấp dụng Gia đình Phật tử Việt Nam hải ngoại và cá nhân tôi, xin tán thán công đức tất cả huynh trưởng công tác tham gia tạo nên cơ hội cho gia đình Phật tử xa gần chung vui ngày xuân Hoa Kỳ. Mong rằng tinh thần và nguyên tắc hành hoạt làm sự tiếp nối xin giữ đúng truyền thống của gia đình Phật tử Việt Nam để khỏi làm mất thì giờ của cuộc vui xuân hôm nay. Xin mượn bài thơ của Như Duyên thay lời chúc xuân: xuân gửi tặng nhau một chữ thương, để sau bù đắp cuộc vô thường. Ân cần trân quý khi còn gặp, biết vẹn còn chức một đoạn đường. Xuân chúc người thương một chữ hòa, đời không tuần nghĩ hãy cho qua. Phiền dần riêng mình ôm mỗi khổ, thanh thản khi lòng niềm thứ tha. Xuân chúc mọi người nhớ chữ tâm, để cùng sớm đạt đến trăm năm. Thiên đàng địa ngục từ tâm tạo, hỷ xả từ bi xóa lỗi lầm. Xuân chúc mọi người một chữ an, giữa đời luôn biến động gian nan. Bình an khó gặp nơi trần cảnh, tìm lại trong ta sống nhẹ nhàng. Xuân chúc mọi nhà một chữ vui, đời trăm miệng tiệc cũng trôi xuôi. Vui trong đạo lý nơi điều thiện, vĩnh viễn hồn ta thắp nụ cười. Xuân chúc cho nhau một chữ thành, thành công thành tựu với thành nhân. Hướng về phụng sự vương tài đức, hạnh phúc miên trường xuân mãi xuân. Lại một lần nữa chúng tôi xin kính chúc quý liệt vị năm mới mọi việc đều đổi mới, tốt đẹp hơn nữa. Thân tâm thường định lạc và sự gia các đường. Úc sang kính tặng. Cảm ơn. Chúng con cung kính, cung thỉnh Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Liên Châu, gửi lời thông bạch chúc Tết nhân dịp Xuân Tân Sửu đến toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni, Cố vấn Giáo hạnh và đoàn viên gia đình Phật tử Việt Nam. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, Cố vấn Giáo hạnh gia đình Phật tử Việt Nam tại hải ngoại, chúng ta chỉ còn không bao nhiêu ngày nữa thì năm Canh Tý sẽ khép lại và năm Tân Sửu sẽ mở ra cho chúng ta một cái chặng đường
12 tháng để mọi sinh vật chúng ta hy vọng rằng sẽ được phục hồi trở lại như trước, bởi vì năm vừa qua chúng ta đã gặp nhiều những cái chướng duyên, những nghịch cảnh mà do gọi là thiên tai thì nó không có đúng hẳn, mà cái này phải nói là do con người của chúng ta tác tạo nên, mỗi người một ít. Từ khi khai thiên lập địa cho tới hôm nay trải qua bao nhiêu ngàn năm, cái độ tăng trưởng của nhân số ở trên hoàng vũ có thể nói là rất là chóng mặt. Bây giờ là trên toàn thế giới, trên toàn cầu chúng ta hơn 7 tỷ người, và cái không gian cũng như là cái môi trường sống nó có giới hạn. Thế mà mỗi một chúng ta vô tình hay là cố ý, hoặc là mình không ý thức, không bảo vệ, không giữ gìn, không biết tiết kiệm, và vì vậy mà tất cả mọi sự xảy ra là mình phải chịu một phần trách nhiệm trong đó, chứ không phải là quy kết cho những ai khác. Chúng ta không quy kết cho trời, cho đất, cho quỷ thần, cho các vị lãnh đạo, vân vân. Vậy thì vấn đề còn lại là đối với người Phật tử, chúng ta phải chia sẻ những cái sự thịnh vượng, những sự thành tựu, và đó là mặt tích cực. Về mặt tiêu cực, như chúng ta thấy là những cái khủng hoảng trong năm vừa qua về kinh tế, về chính trị, về quân sự, về thị trường, vân vân, nói chung là về mọi mặt đều bị ngưng trệ hoàn toàn. Lúc đầu thì chúng ta nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy thì đa số thì rất là bi quan, mà sau đó thì cái cơn dịch coronavirus nó tung hoành rất là mãnh liệt. Mặc dù cái con vi khuẩn này nhỏ bé nhưng mà nó làm cho mọi người phải khép nép, phải e dè, phải sợ sệt. Nhất là cái chết, cái mạng sống của chúng ta rất là mong manh như sự chỉ mình trước gió. Nói như vậy để cho thấy rằng người Phật tử mà học Phật thì phải thấm nhuần cái tinh thần giác ngộ đạo lý giải thoát của Đức Phật đã truyền trao cho chúng ta 2600 năm qua. Thì ngày hôm nay những sự việc xảy ra có thể là đây là những cái thiệt hại, những cái mất mát rất là lớn lao, mà có người có thể là chưa chứng kiến được những cái cảnh này. Đó là một cái bài học chứ không phải là một cái sự đe dọa chúng ta, một bài học để cho chúng ta khắc phục lại, sửa sai, để từng bước mà cùng nhau xây dựng và cùng nhau bảo vệ. Chúng ta thừa hưởng được từ thiên nhiên đãi ngộ cho mình mọi mặt thuận lợi trong đời sống vật chất, thì ngược lại mình cũng phải lấy cái tâm từ của người Phật tử để mà trang trải, để mà phủ tầm lên trên vạn vật. Thì có như vậy thì chúng ta mới tồn tại lâu dài được. Còn nếu như theo cái đà phát triển nhanh chóng của thế kỷ 21 hôm nay mà tất cả mọi người cùng tiếp tay để mà khai thác, để mà hủy hoại thiên nhiên, để làm cho môi trường đất đai, sông biển, núi rừng, thảo nguyên vân vân, những việc này nếu mà chúng ta không có chịu, không biết kịp dừng lại và không có kịp suy nghĩ mà cứ tiếp tục sát phạt và khai thác tận đáy lòng trong đại dương hay là trong lòng đất như xưa nay, thì chắc chắn rằng vỡ đất này sẽ không có tồn tại được lâu dài, và địa cầu cũng sẽ bị sụp đổ, và bao nhiêu những con người ở trên
hành tinh này không biết phải nương tựa vào đâu. Đó là điều mà chúng ta phải thấy trước để mà chuẩn bị sẵn sàng mọi tư thế chúng ta ứng chiến để làm cho cái đời sống của mình trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn và cao đẹp hơn. Còn chúng ta không nên vì những cái lợi ích nhất thời mà những người mà có khả năng và có điều kiện được khai thác và nắm được cái cán để rồi là tung ra những cái chiến lược mà làm cho chúng ta phải vất vả, phải lặng đặng, phải điêu đứng, phải khốn khổ như là trận dịch mà quý vị cũng như chúng ta đang đối mặt. Thế thì trong cái đối với người Phật tử, chúng ta nghĩ gì về cái biến cố? Cái này không phải là một cái sự kiện mà là cái biến cố vẫn hãy còn nhẹ. Chúng tôi có nghĩ là trận dịch này cũng chẳng khác nào là một cái trận đại chiến rất là khủng khiếp, rất là dữ dằn, làm cho mọi người từ lớn cho nhỏ, từ dân thường cho đến công chức cũng như là những vị chính khách từ hàng cao cấp cho đến hàng thấp. Thế thì tất cả chúng ta đều chịu chung một cái sự chi phối của thiên nhiên, của tạo vật, của cái vòng xoay trong cái vòng diễn hóa cuộc sống như vậy. Vậy thì nhân cái mùa xuân, chúng ta ngồi ôn nhắc lại, hay là trong những cái lúc mà bị cách ly xã hội, không có được tự do như bình thường, người Phật tử dùng cái thời giờ trống đó đọc kinh, cầu nguyện, lễ sám, niệm Phật, tham thiền. Tất cả những cái điều này giúp cho chúng ta rất là nhiều và rất là lợi ích. Trong những cái hoàn cảnh mà khó khăn, không có được đi lại tự do, thì một số người cho hay rằng họ cảm thấy rất là an ổn, tại vì họ được gần gũi với gia đình, với người thương. Mà xưa nay bị bận rộn công ăn việc làm, hầu như không có thời giờ để mà săn sóc cho đời sống của chính bản thân mình về mặt tinh thần. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh như vậy, những người này cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là an lạc, bởi vì cái niềm tin chánh pháp sẽ gia tăng và cái đạo tâm của họ trở nên vững mạnh hơn và có cơ bản để mình tiếp tục triển khai thêm trong những ngày tháng tới. Cho nên theo tôi nghĩ thì chúng ta nên tự vực dậy, khắc phục, sửa sai trong tinh thần xây dựng để từng bước phục hồi niềm tin và sự sống trong tinh thần hiểu biết với cộng đồng nhân loại. Đó là những gì mà chúng ta kinh nghiệm, chúng ta chia sẻ. Chúng ta phải có bốn phần nhìn theo cái khía cạnh tích cực này để cho ngày mai cái đời sống của chúng ta khá hơn. Khá hơn đây có nghĩa là không phải là giàu có về vật chất, nhưng mà khá hơn về đời sống tâm linh. Nếu đời sống vật chất của chúng ta quá sung mãn, mà trong khi cái đời sống tâm linh của mình quá nghèo nàn, quá thiếu hụt, thì chắc chắn là sẽ có vấn đề. Và như ta biết là vấn đề đã diễn ra cho chúng ta thấy và đã cảnh cáo cho tất cả nhân loại thấy được cái giá trị nhân bản của một con người sống ở đây, cái quả địa cầu này. Vậy thì trong những ngày, không cứ là ngày Tết, nhưng mà trong
suốt một năm tới. Mong rằng tất cả các huynh trưởng cũng như các đồng sinh hãy cố gắng thể hiện cái tinh thần của người Phật tử chân chánh nhiều hơn nữa bằng cách là quán soát, quán chuyển tất cả những nghiệp nhân xấu ác của mình để trở thành là thiện nghiệp, lấy khổ đau làm bài học xứng đáng để mình xây dựng, để tiếp tục dấn thân, để tiếp tục hành vật, làm thế nào xây dựng cho được một cái đơn vị gia đình của mình trở thành một đơn vị gương mẫu. Nhờ đó mà tất cả những gia đình khác cũng trong hệ thống của Phật tử được hoàn thiện hết, thì chắc chắn rằng xã hội sẽ được an lạc, sẽ được thái bình. Trong khi các quốc gia đều kêu gọi hòa bình, mà kỳ thật ra người ta không có chịu ngừng lại ở đó. Như vậy thì theo chúng tôi, nó chỉ là một nhãn hiệu làm mặt tiền mặt nổi để cho mọi người tin tưởng, mà thật ra trong thâm tâm quý vị lãnh đạo của thế giới là muốn gây chiến để mà có những cái đặc quyền đặc lợi khác nhau, theo cái nhìn mà chúng tôi đã ghi nhận như vậy. Và mong rằng quý vị là người Phật tử chân chính, nếu trong tương lai mà muốn lãnh đạo thế giới đấy, thì đừng làm tổng thống, đừng làm thủ tướng, mà làm một cái vị chuyển luân vương, chuyển luân thánh vương, hay là làm một vị Bồ Tát, một vị Phật. Thì như vậy cái sự đóng góp của chúng ta được nhiều hơn, được rộng rãi hơn, và tất cả mọi người đều hướng tâm về trong tinh thần cao đẹp đó. Đó là ý nghĩa của ngày xuân cổ truyền, ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Năm nay thì chúng tôi được ban tổ chức của ngày lễ đón mừng năm mới mời có những lời chia sẻ với lại hệ thống gia đình Phật tử Việt Nam hải ngoại. Chúng tôi biết rằng từ 40 năm nay khi ra nước ngoài để sinh sống, thì bây giờ một số những huynh trưởng và kỳ cựu đã không còn nữa, còn lại là chỉ những huynh trưởng thế hệ thứ hai, thứ ba, bây giờ có thể là có thứ tư nữa, chưa biết chừng, chắc chắn là có thế hệ thứ tư tại 40 năm rồi. Thì mong rằng người Phật tử dù sống ở đâu cũng vậy thôi, chúng ta phải hội nhập, chúng ta phải tri ơn để mà đền đáp cái xứ sở đang cư mang chúng ta ở đây. Cái tứ ân đó không có nghĩa là ơn quốc gia, không có nghĩa là quốc gia Việt Nam của mình, nhưng mà mình là người Việt, mà là người Phật tử, bây giờ mình định cư ở đâu thì mình báo ơn với quốc gia xứ đó, tức là mình trọn vẹn nghĩa tình đối với ân đức mà Phật đã dạy là ân quốc gia. Vậy thì chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị cùng toàn thể giáo viên được nhiều an lành, hạnh phúc, và nhất là chúc cho tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam tại hải ngoại dưới sự lãnh đạo của ban hướng dẫn được nhiều thuận duyên, bị nhiều được thắng tu tấn tinh cần, và luôn luôn là giữ đúng cái cương lãnh là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, những cái điều mà phát nguyện mỗi khi làm lễ hay là chào cờ vân vân. Thì chúng ta thấy rằng giữ được điều đó và ngồi ra mỗi người tự tìm lấy để học hỏi thêm. Ngày hôm nay thì cái phương tiện học hỏi giáo pháp rất là phong phú, chỉ cần mở máy ra thì chúng ta có thể là biết tất cả mọi khía cạnh mà chúng ta cần muốn biết. Vậy thì cầu chúc cho tất cả quý anh chị cũng như quý đoàn sinh của hệ thống gia đình Phật tử Việt Nam, chúng ta lưu vong ra nước ngoài không có được sinh hoạt ở trong cội nguồn của đất mẹ. Dù vậy nhưng mà đối với người Phật tử thì cũng khác gì, ở đâu thì chúng ta cũng thích hợp đời sống ở đó để xây dựng, để đóng góp, để tạo một cái niềm vui sống cho bản thân cũng như là cho các thế hệ kế tiếp của mình. Và thầy cuối cùng là chúc
cái hoa hương xuân đấy là ngào ngạt và tâm xuân thì phấn khởi vực dậy trong lòng người con Phật. Cho nên hai cái nghĩa này nó tương tác với nhau để cho chúng ta có thể hưởng được một mùa xuân trọn vẹn ấm cúng đầy hỷ lạc trong tinh thần từ bi như Đức Di Lặc Bồ Tát là một vị Phật tương lai, và ngày Tết chúng ta cũng kỷ niệm cái ngày đáng sinh của Ngài, và chắc chắn ai tu giỏi thì sẽ gặp được Đức Phật Di Lặc sơ đầu và thọ ký, cho quý vị sẽ thành một vị Phật luôn luôn là đại quan hỷ, quan hỷ đại quan hỷ. Nam mô đương lai hạ sinh Di Lặc từ thị tôn Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng em kính mời huynh trưởng cấp tấn Tâm Bạch Trần Huyền Đăng, phó trưởng ban ngoại vụ, ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam tại hải ngoại, kiêm trưởng ban tổ chức Xuân Tân Sửu có lời cảm tạ. Chúng em kính mời chị. Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật. Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật. Chúng con ban tổ chức mừng Xuân Tân Sửu, đại diện ban hướng dẫn hải ngoại, cung kính đảnh lễ, thành kính tri ân Hòa Thượng Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Liên Châu đã gửi chúng con được lắng nghe đôi lời chúc Tết vào lễ giao thừa Tết Tân Sửu trên diễn đàn gia đình Phật tử Việt Nam tại hải ngoại. Những lời pháp nhiệm của Hòa Thượng đã mở chúng con một mùa xuân Di Lặc thật an lành. Chúng em cũng xin cảm ơn huynh trưởng niên trưởng Tâm Trí Tư Đồ Minh, Chủ tịch Hội đồng cấp Dũng hải ngoại, đã thay mặt cái lam viên chúng em để dâng lời chúc Tết lên chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni của Phận Giáo Hạnh ngay trong đêm giao thừa. Kính cảm ơn lời huấn từ, lời sách tấn tu tập của anh cho lam viên được tin yêu bước vào năm mới. Sau lời cảm tạ đêm giao thừa, ban tổ chức mừng Xuân Di Lặc Tân Sửu xin kính mời các bạc gia trưởng, quý anh chị huynh trưởng và tất cả các em đoàn viên thương yêu tại hải ngoại tham gia chương trình vui xuân được tổ chức trên Google Meet cuối tuần rằm tháng giêng vào ngày 27-28 tháng 2. Buổi vui xuân, ngoài ban dẫn hải ngoại sẽ có sự đóng góp của ban dẫn Âu Châu, ban dẫn Canada, ban dẫn Hoa Kỳ, ban dẫn Úc Châu. Trân trọng kính mời.